Xin chào các bác đến với kênh Cái Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp địa hình format DS66, một dòng xe đạp bánh 27,5 inch và được sử dụng một cái bộ chuyển động là Shimano Atut với 9 tầng níp, 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, đùi đĩa trục rỗng và là một cái thương hiệu rất là tốt của Nga. Đấy, thương hiệu format và đang có cái giá bán bên em chỉ có là 6.800.000 các bác nhá. Mức giá rất là hợp lý cho một cái bộ cấu hình cực kỳ là tốt. Đấy, phanh dầu, phanh đĩa dầu Shimano, khung nhôm, thương hiệu format, một cái thương hiệu mà cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và đẳng cấp của Nga các bác nhé. Thì mô đồ hôm nay về là DS66, khung nhôm, tông màu xám tàn thuốc rất là đẹp, đấy, kẻ chỉ xanh dương, thì nó rất là thể thao, đấy, và cái mối hàn của xe thì cũng được mài nhẵn đi một chút. Đấy. Đấy, rất là đẹp. Khung sơn, nước sơn nguyên bản. Thì xe là xe đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và là nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe này rồi chất lượng xe này còn cực kỳ là tốt các nhé. Tông màu sơn còn lên cái độ bóng còn rất là đẹp. Đó, rất là đẹp. Đấy, sử dụng quả lốp thành bánh là 27,5 inch, quả lốp là của Gian nữa nhé, quả lốp của Gian. Đây, sử dụng bản lốp là 275.195, vành này là nguyên zin theo xe các bác này. Mây sử dụng là mây Joytech. Phanh dầu, bộ chuyển động của xe này được sử dụng là bộ Shimano Atut với 9 tầng níp trên này, 3 tầng đĩa các bác nhé, cho 27 tốc độ khác nhau. Đùi đạp của xe là đùi trục rỗng. Đúng là phần ghi đông trên này cũng được trang bị là tay bấm xạ Shimano Atut hai bên. Và cụm tay phanh dầu đến từ hãng Shimano. Cấu hình này thì thật sự là rất là ngon, trong cái tầm giá 6.800.000 đang bán rồi. Giảm sóc của xe là giảm sóc dầu thủy lực các bác nhé. Đấy, dầu thủy lực. Yên nó cũng rất là đẹp này. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe sẽ phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m61-62 đến 1m71-72 thì phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Atut 9 tầng níp, 3 tầng đĩa cho xe có 27 tốc độ khác nhau.
Xe đang dự bán với em mức giá là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.